Ca phẫu thuật ghép thận của lợn cho người được thực hiện tại trung tâm y khoa Langone tại New York, Mỹ. Các bác sĩ đã sử dụng thận lợn đã được can thiệp gen, khiến mô của nội tạng không còn chứa phân tử kích hoạt phản ứng đào thải tức thời ở người nhận. Người nhận là một bệnh nhân chết não, xuất hiện các dấu hiệu rối loạn chức năng thận. Trong vòng 3 ngày, quả thận mới được nối vào hệ thống mạch máu người nhận và duy trì tình trạng ở bên ngoài cơ thể, cho phép các nhà nghiên cứu quan sát quả thận. Các kết quả cho thấy chức năng của thận ghép gần như hoàn toàn bình thường. Quả thận tạo nên lượng nước tiểu như mong đợi ở người nhận. Bên cạnh đó, các bác sĩ hiện chưa phát hiện dấu hiệu có sự đào thải thận, giống như ở những trường hợp ghép thận không được can thiệp gen. Chỉ tính riêng tại Mỹ, gần 107.000 người đang chờ ghép nội tạng, bao gồm hơn 90.000 bệnh nhân muốn ghép thận. Trung bình người bệnh thận cần chờ từ 3 đến 5 năm để được hiến tạng.